Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Quảng Bình ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Trong chương trình Quảng Bình ngày mới sáng nay, thứ hai ngày 26 tháng 7 năm 2021 có những nội dung chính như sau. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình tích cực tham gia thảo luận tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15. Các hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Quảng Bình bình tĩnh quyết tâm vượt qua đại dịch COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, sáng qua ngày 25 tháng 7, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường thảo luận về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Trong đó có nội dung về tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian tới. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình do ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dẫn đầu. Đại biểu tỉnh Quảng Bình cũng đã có bài phát biểu thảo luận tại hội trường. Thảo luận về báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và cả giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2021 và báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Đại biểu Nguyễn Minh Tâm, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình nhấn mạnh, năm 2021 là năm bản lề khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới cho nền kinh tế xã hội nước ta, được mở đầu bằng sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, đó là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Từ đây, những chủ trương, đường lối, nhiệm vụ, giải pháp được đại hội đề ra sẽ tạo tiền đề cho những thắng lợi trong quá trình đẩy mạnh công cuộc đổi mới. Tuy vậy, bước vào thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021 và kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025, chúng ta cũng đối mặt với những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình thế giới và trong nước. Đó là kinh tế xã hội phát triển vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, nguy cơ tụt hậu, rơi vào bẫy thu nhập trung bình còn lớn, thiên tai biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường. Đặc biệt, đại dịch COVID-19 kéo dài, phức tạp, đã làm đảo lộn nghiêm trọng tình hình thế giới và trong nước. Đại biểu Nguyễn Minh Tâm, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình cho rằng, trong bối cảnh đó có thể thấy rằng những thành tựu về phát triển kinh tế xã hội của nước ta đã đạt được trong thời gian qua rất đáng ghi nhận, đó là tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm đạt 5,64%. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, thị trường tiền tệ tín dụng, tỷ giá ổn định, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, văn hóa giáo dục y tế tiếp tục được giữ vững. Những thành quả trên thể hiện rõ nét những cố gắng, nỗ lực và sự sáng tạo, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ. Quốc hội đã kịp thời thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, xây dựng thể chế kinh tế, tăng cường giám sát, chất vấn. Các cơ quan tư pháp, công an, tòa án, viện kiểm sát đã bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, tạo nên các điều kiện cần thiết cho phát triển kinh tế xã hội. Bên cạnh đó, việc thực hiện kế hoạch còn nhiều hạn chế, kinh tế vĩ mô chưa thật sự ổn định và bền vững, chiến lược vaccine còn gặp nhiều thách thức, đời sống bộ phận nhân dân còn khó khăn, một số yếu kém trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, xã hội, trật tự an toàn xã hội còn chậm khắc phục. Tình hình tội phạm, tham nhũng, lãng phí vẫn diễn biến phức tạp. Tôi nhất trí với các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Chính phủ đề ra, đồng thời đề nghị Quốc hội, Chính phủ cần quan tâm một số vấn đề sau. Một, việc đối phó với dịch bệnh COVID-19, tôi tán thành với các biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt của Chính phủ trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 như chiến lược vaccine, ngoài giá vaccine, biện pháp 5K, các giải pháp hỗ trợ người dân. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn kéo dài và chưa có dấu hiệu dừng lại. Việc ứng phó với dịch bệnh vẫn mang tính ngắn hạn. Vì vậy, như một số quốc gia đã làm, chúng ta cần phải có các giải pháp lâu dài khi COVID-19 có thể sẽ không bao giờ biến mất, mà phải có chiến lược sống chung với dịch bệnh này, hướng tới trạng thái bình thường mới. Bên cạnh các giải pháp về vaccine, xét nghiệm, điều trị bệnh, nâng cao trách nhiệm xã hội, thì cần có các kịch bản cụ thể để đảm bảo hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước trong điều kiện dịch bệnh, trong đó chú trọng đến các cơ quan hoạt động có tính chất đặc thù như Quốc hội, các ủy ban của Quốc hội, đặc biệt đối với tòa án, viện kiểm sát, công an, làm sao để hoạt động xét xử, giam giữ tiến hành phù hợp, không để tồn đồng án và vẫn phòng ngừa được dịch bệnh. Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, một trong hai hoạt động chủ yếu để thực hiện mục tiêu kép, bên cạnh các vấn đề về hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ người lao động, bảo đảm chuỗi cung ứng sản xuất không bị đứt gãy trong trường hợp dịch bệnh xảy ra tại các khu công nghiệp,
thì cũng rất cần quan tâm đến quyền của người lao động trong khu công nghiệp bị cách ly để họ được bảo đảm quyền lợi về ăn nghỉ, vui chơi, giải trí, đời sống gia đình. 2. Về nguồn lực tài chính cho công tác phòng chống dịch bệnh, cần đảm bảo nguồn lực lâu dài cho công tác phòng chống đại dịch khi nguồn ngân sách nhà nước còn khó khăn, phải huy động các nguồn đóng góp của nhân dân, doanh nghiệp và quỹ vaccine. Các cơ quan nhà nước cần hết sức tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí để tạo nguồn kinh phí. Hiện nay, hiện tượng lãng phí vẫn còn phổ biến. Nhiều công trình được xây dựng từ ngân sách nhà nước còn bỏ hoang hoặc hiệu quả thấp. Cử tri cho rằng, lãng phí cũng rất nguy hại và nhiều khi gây tác hại lớn hơn nhiều so với tham nhũng. Hiện chúng ta còn để lãng phí trong nhiều lĩnh vực như nguồn lực, lãng phí biên chế, bộ máy hành chính công cành, lãng phí do các thủ tục hành chính rườm rà, lãng phí tài nguyên thiên nhiên, tài sản công. Mặc dù nghị quyết của Đảng khẳng định chống cả tham nhũng và lãng phí, nhưng trong nhận thức của nhiều người vẫn xem nhẹ tính chất nguy hại của hành vi lãng phí, chỉ coi nó như là tồn tại, hạn chế, khuyết điểm. Trong khi phát hiện hành vi tham nhũng có thể gặp nhiều khó khăn vì đó là hành vi tội phạm ẩn, người phạm tội có quyền, có trình độ, thủ đoạn tinh vi, thì hành vi lãng phí dễ dàng nhận diện hơn. Nếu kiên quyết, có chế tài mạnh, chúng ta có thể chống lãng phí một cách hiệu quả và có thêm nguồn lực để phòng chống đại dịch và phát triển kinh tế xã hội. 3. Về hoàn thiện hệ thống pháp luật để phục vụ cho phòng chống dịch bệnh. Tôi cho rằng trong thời gian tới cần khẩn trương hoàn thiện hệ thống pháp luật để phục vụ cho phòng chống dịch bệnh COVID-19 và đảm bảo quyền con người, quyền công dân. Một số văn bản pháp luật cần quan tâm sửa đổi như các quy định của pháp luật về chống bệnh truyền nhiễm đã lạc hậu một số quy định không áp dụng được trong thời gian dịch bệnh COVID-19 vừa qua. 4. Tận dụng nhanh cơ hội từ thương mại điện tử, đây là thời điểm phù hợp để đẩy mạnh loại hình thương mại này, theo đó rà soát và hoàn thiện khung khổ pháp luật cho loại hình thương mại điện tử. Đồng thời cần chú ý, đây cũng có thể là thời điểm để một số doanh nghiệp FDI về thương mại điện tử tăng cường đầu tư vào Việt Nam, vì vậy cần nghiên cứu các giải pháp để bảo vệ doanh nghiệp trong nước. 5. Cử tri cũng đề nghị nhà nước quyết liệt hơn trong tinh giản biên chế, cải cách tiền lương, quan tâm về chính sách nhà ở xã hội đối với những người có thu nhập thấp, ưu tiên hỗ trợ ngân sách cho các địa phương có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Tiếp tục quan tâm đầu tư hỗ trợ bảo vệ ngư dân bám biển và tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia. Trong phiên họp ngày Chủ nhật 25 tháng 7, các vị đại biểu Quốc hội phát biểu theo các vấn đề đã được nêu trong các báo cáo của Chính phủ, các gợi ý thảo luận trong các báo cáo thẩm tra cũng như đóng góp ý kiến đối với nội dung về công tác phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp ở trong nước cũng như trên thế giới. Trong quá trình thảo luận, các thành viên Chính phủ phát biểu giải trình làm rõ một số vấn đề mà đại biểu Quốc hội đã nêu. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức các hoạt động tri ân nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tại đền thờ Bác Hồ và các anh hùng liệt sĩ tỉnh ở thành phố Đồng Hới, khu mộ đại tướng Võ Nguyên Giáp tại vũng chùa Đạo Yên, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, đền tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn, bến Phá Long Đài, xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, hang 8 thanh niên trung phong trên đường 20 Quyết Thắng, xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường Chính và di tích quốc gia thành cổ Quảng Trị. Trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ, cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Nguyên Hựa sẽ luôn phát huy truyền thống cách mạng và phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, ra sức học tập rèn luyện, nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Vừa qua, Hội cựu chiến binh tỉnh đã tổ chức lễ bàn giao nhà nghĩa tình đồng đội cho cựu chiến binh Trần Xuân Bình ở thôn Quyết Thắng, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch. Gia đình ông Trần Xuân Bình thuộc diện hộ nghèo của xã, bản thân ông Bình thường xuyên bị ốm đau, thấu hiểu và sẻ chia về những khó khăn mà gia đình ông Bình đang gặp phải. Hội cựu chiến binh tỉnh đã hỗ trợ 50 triệu đồng để giúp đỡ gia đình xây dựng ngôi nhà có diện tích khoảng 70 m², kinh phí xây dựng gần 350 triệu đồng. Số tiền còn lại huy động từ sự giúp đỡ của người thân trong gia đình và các tổ chức chính trị xã hội của địa phương. Sau hơn 3 tháng thi công, ngôi nhà đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, góp phần động viên gia đình ông Trần Xuân Bình nỗ lực vượt qua khó khăn để vươn lên trong cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua ngày 25 tháng 7, tỉnh Quảng Bình đã triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đợt 3. Trước đó, ngày 24 tháng 7, Sở Y tế Quảng Bình đã có quyết định phân bổ 10.410 liều vaccine phòng COVID-19. Sở Y tế Quảng Bình đã đề nghị Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương chỉ đạo các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 và tổ chức tiêm cho các đối tượng trên địa bàn, hoàn thành trước ngày 8 tháng 8 năm 2021.
Riêng địa bàn thành phố Đồng Hới, giao Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới, Trung tâm Y tế thành phố Đồng Hới và Bệnh viện Đa khoa thành phố Đồng Hới xây dựng kế hoạch và tổ chức tiêm cho các đối tượng hoàn thành trước ngày 8 tháng 8 năm 2021. Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tiếp nhận, bảo quản và phân bổ vaccine đến các điểm tiêm trên địa bàn. Thực hiện báo cáo kết quả tiêm chủng hàng ngày về Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh để tổng hợp. Trong đợt này, Sở Y tế phân bổ 1.170 liều vaccine BNT162B2 Comirnaty, nơi sản xuất Pfizer, Bỉ, cho cơ sở tiêm chủng Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới và 9.240 liều vaccine Spikevax Moderna, nơi sản xuất Baxter, Mỹ, cho các cơ sở tiêm chủng khác. Theo kế hoạch, Quảng Bình sẽ triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 trên diện rộng. Trước mắt sẽ tổ chức tiêm tại 19 cơ sở tiêm chủng của các bệnh viện đa khoa và một số điểm tiêm chủng khác được Sở Y tế cấp phép tiêm vaccine trên địa bàn tỉnh. Đối tượng được tiêm chủng lần này gồm toàn bộ người dân trong độ tuổi có chỉ định sử dụng vaccine theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Trong đó ưu tiên cho lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch và lực lượng tuyến đầu trong thúc đẩy phát triển kinh tế. Trong ngày 25 tháng 7, Bệnh viện Đa khoa Đồng Hới là điểm tiêm đầu tiên của đợt 3 tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh vừa cho biết, kết quả xét nghiệm sàng lọc của các công dân trong khu phong tỏa cách ly theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố Đồng Hới được lấy mẫu trong ngày 24 tháng 7 đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 24 tháng 7, CDC Quảng Bình và Trung tâm Y tế thành phố Đồng Hới đã lấy 1.533 mẫu xét nghiệm, tất cả đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Dự kiến ngày 26 tháng 7, CDC Quảng Bình sẽ lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho người dân tại khu vực phong tỏa thuộc một phần tiểu khu 9 thị trấn Quy Đạt, bản Y Len, xã Dân Hóa, và lấy mẫu lần 2 cho người dân thuộc hai bản Ca Ai và Bãi Dinh, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa. Hôm qua ngày 25 tháng 7, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 phía Nam ở xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy, tổ chức tiếp nhận và đảm bảo an toàn cho công dân từ thành phố Hồ Chí Minh về các địa phương. Theo đó, số công dân này chủ yếu ở các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, khoảng 65 người, đi trên 35 xe máy, xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh vài ngày trước và đến địa bàn tỉnh Quảng Bình vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 25 tháng 7 năm 2021. Tại chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 phía Nam ở xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy, lực lượng chức năng đã tiến hành phun hóa chất khử khuẩn toàn bộ phương tiện, hướng dẫn cả công dân khai báo y tế, đo thân nhiệt theo đúng quy định. Lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh cũng đã hỗ trợ thức ăn, nước uống, áo mưa và khẩu trang y tế cho các công dân nói trên. Đối với 3 công dân là người Quảng Bình đã được các lực lượng chức năng đưa đến khu cách ly y tế tập trung tại trường quân sự tỉnh cũ. Còn lại 62 công dân với 33 xe máy tiếp tục hành trình về các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa. Trong quá trình di chuyển trên quốc lộ 1A, đoàn xe được lực lượng cảnh sát giao thông dẫn đường hướng dẫn, đảm bảo đi đúng tốc độ, giữ khoảng cách an toàn với các phương tiện khác. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, đoàn xe đã được lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Bình bàn giao cho Công an tỉnh Hà Tĩnh, đảm bảo an toàn. Sau khi áp dụng chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội trên địa bàn, huyện Bố Trạch đã có sự chỉ đạo cụ thể và kịp thời nhằm đảm bảo giải quyết công việc, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân trong quá trình thực hiện một số thủ tục hành chính. Theo đó, huyện Bố Trạch đã chỉ đạo các phòng ban cấp huyện và ủy ban nhân dân các xã thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia và cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh nhằm hạn chế việc đi lại và tiếp xúc trực tiếp của người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, tăng cường công tác phối hợp để triển khai việc ứng dụng công nghệ thông tin trong trao đổi, giải quyết công việc, hội họp bằng hình thức trực tuyến, gửi nhận văn bản điện tử qua môi trường mạng và xử lý các thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Trong các nhiệm vụ có liên quan đến việc giải quyết các thủ tục hành chính, thì ngoài thực hiện chỉ đạo chung đối với cấp ủy chính quyền của các địa phương, các cơ quan trực thuộc, thì chúng tôi cũng có thể chỉ đạo thêm cái bộ phận một cửa và một cửa liên thông cấp huyện, cấp xã quan tâm hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi để người dân giao dịch qua cái hệ thống sử dụng cái công nghệ thông tin và giao dịch qua cái hệ thống dịch vụ bưu chính công, đảm bảo tạo được cái mức độ hài lòng của cá nhân và tổ chức khi đến giao dịch trong cái điều kiện mà trên địa bàn huyện đang thực hiện giãn cách theo cái chỉ thị 15. Trong trường hợp người dân trực tiếp đến làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước,
đặc biệt là tại bộ phận giao dịch một cửa liên thông. Các cán bộ nhân viên làm công tác tiếp dân theo hướng dẫn cụ thể, chi tiết việc đảm bảo các quy định trong phòng chống dịch COVID-19. Được sự hướng dẫn của phòng giao dịch một cửa thì làm rất chú đạo và tốt. Số lượng người thì thực hiện giãn cách theo quy định và đến thì được cán bộ hướng dẫn đăng ký kê khai về y tế rồi sát khuẩn. Và trong quá trình giao dịch thì được cán bộ nghiệp vụ của văn phòng một cửa hướng dẫn làm chú đạo, nhanh gọn, tạo điều kiện cho người dân hoàn thành công việc. Mặc dù số lượng người đến làm việc, giao dịch giảm hẳn so với trước khi áp dụng chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, khối lượng công việc hàng ngày vẫn tương đối lớn. Chính vì vậy, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện Bố Trạch đã chủ động bố trí cán bộ để giải quyết công việc theo đúng trình tự, đảm bảo nhanh gọn và hiệu quả. Trước đây là một ngày là trung bình là khoảng 25 đến 30 người. Nhưng từ ngày mà thực hiện giãn cách theo chỉ thị 15 thì người dân là trường hợp họ cần thiết họ mới đến. Trong quá trình giải quyết là phải kịp thời, nhanh chóng, thuận tiện, đúng pháp luật, công bằng, bình đẳng, khách quan, không làm phát sinh chi phí thực hiện thủ tục hành chính cho tổ chức cá nhân theo quy định của pháp luật. Cá nhân tôi cũng như là tập thể lãnh đạo ủy ban huyện rất là mong muốn được sự chia sẻ của bà con nhân dân cũng như các tổ chức cá nhân chia sẻ về cái bối cảnh chung trong cái bối cảnh tình hình dịch bệnh để có những cái đồng hành cùng phối hợp tháo gỡ các cái khó khăn vướng mắc, nhất là vướng mắc trong cái giải quyết công việc mà đảm bảo đến đời sống an sinh cũng như cái việc phát triển chung của xã hội. Sự chỉ đạo cụ thể kịp thời của huyện Bố Trạch trong giải quyết công việc và thực hiện các thủ tục hành chính không chỉ đảm bảo sự vận hành liên tục của các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn, mà còn góp phần chung tay cùng với toàn xã hội đẩy lùi đại dịch COVID-19. Ngày 1 tháng 7 năm 2021, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 68 về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Khoản trợ cấp 26.000 tỷ đồng được Chính phủ xác định nhằm hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, góp phần giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch, ổn định sản xuất kinh doanh, đảm bảo đời sống và an toàn cho người lao động. Để giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về các chính sách này, phóng viên thời sự Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình vừa có cuộc phỏng vấn với ông Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình. Thưa ông, xin ông cho biết những cái điểm nổi bật của gói hỗ trợ lần này của Chính phủ. Về những cái điểm mới trong cái nghị quyết lần này á, nó thể hiện trên mấy cái điểm sau. Cái thứ nhất á, là về cái điều kiện và cái tiêu chí hỗ trợ là nghị quyết 68 đã tính giảm tối đa những cái vướng mắc so với nghị quyết 42 trước đây, như giảm cái thời gian ngừng việc, tạm dừng việc của người lao động xuống còn 15 ngày, hay là giảm cái tỷ lệ lao động ở các doanh nghiệp khi cho vay thì trả lương việc, và bãi bỏ một số cái quy định mà bất cập trước đây mà còn vướng mắc ở nghị quyết 42, như cái bắt buộc phải kê khai cái thuế doanh thu dưới 100 triệu hàng tháng đối với các hộ kinh doanh, hoặc là bãi bỏ cái quy định về cái bắt buộc phải chứng minh cái thu nhập tài chính hoặc cái doanh thu của các doanh nghiệp trong cái vay để trả lương ngừng việc. Cái điểm mới thứ hai là liên quan đến cái đối tượng, thì nghị quyết 68 lần này chỉ tập trung vào hai cái nhóm đối tượng, đó là người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Cái điểm mới thứ ba trong nghị quyết 68 đó là đã tập trung bổ sung thêm một số cái đối tượng và nhóm chính sách mới, ví dụ chính sách về cái giảm cái vận động vào cái quỹ bệnh nghề nghiệp và tai nạn lao động. Thứ hai là bổ sung cái chính sách hỗ trợ đối với cái nhóm trẻ em, người mang thai, người nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi và các cái đối tượng là đang còn cách ly F1 tại các khu tập trung và cái đối tượng điều trị F0 ở các cái cơ sở điều trị theo cái quyết định của các cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời cũng bổ sung thêm cái nhóm hỗ trợ đối với
các cái nhân viên viên chức ở trong cái khối nghệ thuật, văn hóa nghệ thuật và cái hướng dẫn viên du lịch. Chính phủ đã giao quyền chủ động linh hoạt cho các địa phương trong cái việc cái xây dựng tiêu chí, điều kiện, đối tượng cũng như cái ngân sách để cái thực hiện cái quá trình chi trả một cách kịp thời. Và cái điểm cuối cùng là cái tinh thần của nghị quyết 68 lần này á, là yêu cầu là phải là chi trả một cách kịp thời. Các cái tiêu chí, cái điều kiện phải hết sức thuận lợi, nhất là cái thủ tục hành chính, là các bộ ngành cũng như các địa phương phải tính giảm tối đa. Như vậy là cái tinh thần của nghị quyết 68 là hỗ trợ kịp thời. Vậy thì thưa ông, để giúp cho các đối tượng hỗ trợ được kịp thời hưởng các cái chính sách của chính phủ, đồng thời nâng cao cái hiệu quả của gói hỗ trợ theo các cái mục tiêu đã đặt ra, thì về phía Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Quảng Bình đã có cái sự chỉ đạo như thế nào? Thì về trách nhiệm của con thân trực, thì ngay sau khi có nghị quyết 68, Sở đã kịp thời tham mưu cho Ban chỉ đạo của tỉnh, tập trung kiện toàn lại Ban chỉ đạo của tỉnh cũng như các huyện, các xã trên địa bàn toàn tỉnh, đồng thời tham mưu xây dựng cái kế hoạch triển khai thực hiện gói hỗ trợ của tỉnh. Ngoài ra thì Sở cũng đã phối hợp với các cái cơ quan thông tin truyền thông trên địa bàn của tỉnh và cũng thông qua nhiều hình thức tuyên truyền khác như tờ rơi, tờ gấp để thông tin kịp thời cái tinh thần nghị quyết và quyết định 23 đến tận mọi người dân cũng như người lao động và người sử dụng lao động. Cái thứ ba nữa là Sở cũng đã phối hợp với các sở ban ngành và đặc biệt là các địa phương tháo gỡ những cái vướng mắc khó khăn trong cái quá trình triển khai thực hiện nghị quyết. Sở cũng sẽ chỉ đạo các cái phòng ban chức năng cũng như đơn vị trực thuộc của mình có liên quan sẽ tập trung thẩm định kỹ, tổng hợp kịp thời, đảm bảo cái thời gian theo quy định trong các cái quy định của thủ tục bộ thủ tục hành chính để làm sao mà các nhóm đối tượng khi mà có danh sách đề nghị lên thì được kịp thời thẩm định và hỗ trợ nhanh nhất trong cái điều kiện có thể. Sở sẽ phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh và các cái tổ chức đoàn thể khác cùng các địa phương để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để làm sao cái gói hỗ trợ phải thực hiện được vừa cái đảm bảo tính kịp thời, đồng thời đảm bảo về tính công khai, minh bạch, chính xác. Xin cảm ơn ông về những thông tin vừa rồi. Đã nhiều năm nay, hình ảnh cựu chiến binh Phan Thanh Xuân ở thôn Đông Đức, xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch cần mẫn trông nom hương khói cho các phần mộ liệt sĩ đã trở nên quen thuộc với người dân địa phương. Đây cũng là cách để ông Phan Thanh Xuân được tri ân những người đồng chí, đồng đội đã ngã xuống vì nền độc lập tự do cho dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Trong chuyên mục Những bông hoa đời thường hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đôi nét về người quản trang thầm lặng này. Ông Phan Thanh Xuân từng là lính thủy đánh bộ tham gia chiến đấu ở chiến trường Campuchia, chứng kiến rất nhiều tấm gương hy sinh anh dũng của đồng chí đồng đội và nỗi đau thương mất mát của các gia đình có người thân đã ngã xuống. Ông Xuân càng thấm thía hơn giá trị của hòa bình và nghĩa cử cao đẹp của những con người đã hiến trọn tuổi thanh xuân cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Chính vì vậy, sau khi xuất ngũ trở về quê hương, ông Phan Thanh Xuân đã tự nguyện trông coi nghĩa trang liệt sĩ xã Đức Trạch. Gần 30 năm gắn bó với nghề quản trang, ông Xuân nhớ rất rõ họ tên, quê quán của tất cả các phần mộ liệt sĩ ở nghĩa trang. Có nhiều người ông đã gặp, có những người ông không quen, nhưng tất cả đều là đồng chí, đồng đội từng một thời vào sinh ra tử. Họ ngã xuống thì mình phải ngã xuống, nhưng mình đã được sống mà trở về thì mình làm sao đây để toàn trách nhiệm, toàn tính toàn nghĩa với đồng chí đồng đội. Đồng chí Hồ Chí Phương là một đợt lính bài bài với chúng tôi, không may thì đồng chí bị hy sinh. Thì sau khi gia đình thì đem về trốn cất tại địa phương, hôm đi thắp nén nhớ cái đồng chí một đồng đội để toàn tình toàn nghĩa với đồng chí Hồ Chí Phương. Nhìn thấy ông Phan Thanh Xuân cần mẫn quẻ sòn lau chùi trên từng phần mộ liệt sĩ, chúng tôi mới thực sự thấu hiểu được tình cảm chân thành của ông dành cho những người đồng chí đồng đội đã khuất. Có những hôm trải gió trợ trời, ốm đau bệnh tật, tưởng chừng như không thể gượng dậy nổi, nhưng ông Phan Thanh Xuân vẫn luôn cố gắng làm tròn công việc với cái tâm của người cựu chiến binh.
Mỗi năm, Nghĩa trang Liệt sĩ xã Đức Trạch đón hàng trăm lượt khách đến viếng và dâng hương. Ông Xuân đều có mặt để tiếp đón và hướng dẫn nhiệt tình chu đáo. Bà cũng ủng hộ, bảo ông là thôi mình con trai cố gắng chăm lo những ngôi mộ của ông cha của ta. Cứ năm mẹ chia sẻ với ông là lính dọn dẹp với ông lau chùi, quét dọn. Mục đích là để tri ân các ông các bác đã hy sinh cho vì Tổ quốc. Trong cái công tác chăm sóc và quản táng thì anh rất có tinh thần trách nhiệm. Và hàng ngày quét dọn rồi chăm sóc từng nghỉ đến cái phần mộ của liệt sĩ rồi từng cái bạt nhang. Địa phương là rất là cảm phục với cái tấm lòng của một người lính và tự nguyện của anh Phan Anh Xuân đã giúp cho địa phương trong cái quá trình mà chăm sóc nghĩa trang rồi để đền ơn đáp nghĩa. Hàng năm nếu như không có anh Phan Anh Xuân mà tình nguyện thì địa phương cũng phải cử các đoàn thể rồi là các cái chi hội ở thôn cùng hàng ngày cũng phải chăm sóc tiến. Nhưng mà khi anh Phan Anh Xuân đã tình nguyện xung phong để làm công tác quản tráng thì đấy là một vấn đề thuận lợi cho địa phương. Mặc dù chiến tranh đã lùi xa, tuy nhiên vẫn có những con người như ông Phan Thanh Xuân đang ngày đêm lặng thầm canh giấc ngủ ngàn thu cho các anh hùng liệt sĩ. Với họ, đây cũng là cách để thể hiện lòng tri ân sâu sắc trước sự hy sinh cao cả của biết bao thế hệ cha anh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.